Tiếp tục series căn phòng bí mật thì hiện tại đang có 3 thám tử đang đi truy lùng tôi. Từ giờ đến cuối ngày, thám tử nào bắt được tôi thì sẽ nhận được 10 triệu đồng từ tôi. Hiện tại thì tôi đang có mặt ở quê, vì vậy tôi sẽ đi tìm ở xung quanh quê trước nhá. Xem anh Dưỡng có về quê để chế tạo căn phòng bí mật đâu. Thôi không nói nhiều, đi tìm anh Dưỡng thôi. Hy vọng tôi sẽ là thám tử đầu tiên bắt được cậu Dưỡng để nhận phần thưởng 10 triệu đồng. Bây giờ tôi sẽ đi tìm. Và ngày hôm nay tôi đang ở khu công nghiệp Quế Võ 3, thị xã Quế Võ. Tôi thấy ở khu này có rất nhiều bụi cây rậm rạp. Bây giờ tôi sẽ đi xung quanh đây kiểm tra xem anh Dưỡng có làm căn phòng bí ẩn ở đây không. Thử thách này, mỗi một tiếng tôi sẽ gửi định vị cho các thám tử để cho các thám tử biết vị trí của tôi đang ở đâu, nhưng mà chỉ được 15 phút bật định vị thôi. Hết 15 phút tôi sẽ tiếp tục tắt định vị đi. Tôi nhận thấy là các clip gần đây anh Dưỡng đều về quê để chế tạo căn phòng bí mật thì theo như tôi nghĩ khả năng là clip này anh Dưỡng lại tiếp tục về quê chế tạo căn phòng bí mật rồi. Thôi tôi cứ đi ra mấy cái nhà hoang ở ngoài đồng tìm trước xem có anh Dưỡng không, bởi vì anh Dưỡng đã chế tạo ở nhà rất là nhiều thì khả năng là anh Dưỡng sẽ không về nhà nữa mà chỉ trốn ở đâu đấy quanh đồng. Địa điểm đầu tiên tôi tìm kiếm là cái bãi bồi ven sông nhé các bạn nhé. Bãi bồi ven sông lại thì cây cối khá là tùm, rất là thích hợp cho cậu Dưỡng làm căn phòng bí mật để trốn các bạn ạ. Thì ở các khu công nghiệp Quế Võ này tôi thấy có rất là nhiều bụi cây và rất là nhiều chỗ bổ hoang, rất thích hợp để anh Dưỡng trốn. Bây giờ tôi sẽ lùng sục từng bụi cây một xem anh Dưỡng có trốn ở đây không. Với chỗ này kiếm khó thế. Tôi quyết tâm không từ bỏ. Ngày hôm nay tôi lại sẽ tiếp tục chiến thắng. Và lần này tôi sẽ làm căn phòng bí mật là trong tủ quần áo. Tủ quần áo đã sạch sẽ. Bây giờ tôi sẽ tiến hành làm căn phòng bí mật trong đây. À đâu, vẫn còn một cái quần. Rồi, bây giờ làm được rồi. Anh ơi, có đây không? Ở đây là một đống rơm nhưng mà không có rồi. Đi vào trong cái nhà hoang này tìm thử phát. Anh ơi, anh trốn ở đâu ấy? Em biết anh trốn ở đây rồi. Hiện tại thì khả năng là anh Dưỡng mới đang bắt đầu chế tạo căn phòng bí mật thôi, bởi vì còn chưa cả tới một tiếng đồng hồ. Nếu mà hết một tiếng đồng hồ rồi thì anh Dưỡng chắc chắn sẽ gửi định vị cho mấy anh em chúng tôi, thì tôi có thể định vị được anh Dưỡng đang ở đâu thì tôi đi tìm luôn. Bây giờ tôi sẽ xuống rìa sông à, xem cậu Dưỡng có làm căn hầm bí mật ở dưới rìa sông không nhá. Hai bên cỏ tùm luôn các bạn ơi. Bên kia là có nhiều các bác đang tắm ở dưới rìa sông này, cũng không có rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ đi sang bên kia vì bên kia rất là bụi, rất là rậm nhá. Em có cậu Dưỡng ở bên đấy không? Không biết giờ này anh Sáng và anh Côn đã đi tới đâu rồi và tìm được tung tích của anh Dưỡng chưa? Đây có mấy cái mương này, không biết là anh Dưỡng có làm căn phòng biển dưới cái mương này không? Nhưng mà tôi thấy ở đây bẩn lắm, chắc là anh Dưỡng không làm đâu. Bởi vì tính khí của anh Dưỡng ấy, thích sạch sẽ, thích chỗ ít người. Thời đại 4.0 không thể nào thiếu máy tính được. Wow, để một bộ máy tính ở trong tủ quần áo mà tôi vẫn ngồi vừa. Căn phòng bí mật mà thiếu đồ ăn nước uống là không được, phải có đồ ăn. Bụi đây rất là rậm luôn các bạn ạ. Các bạn mà đi vào đây các bạn phải đi ủng cao cổ hay là giày cao cổ để nếu mà gặp rắn rết thì nó sẽ không cắn nhá các bạn nhá. Trên cây này rất là thoáng, chắc là không có người trốn rồi. Thì theo suy nghĩ của tôi ấy, mấy khu công nghiệp này ban sáng và buổi tối thì có đông người ra, trong các giờ còn lại thì rất là ít người, nên tôi nghĩ rằng anh Dưỡng chỉ trốn quanh mấy cái khu vực Quế Võ này thôi. Bây giờ tôi sẽ lại tiếp tục đi các khu công nghiệp khác. Thì ở Quế Võ 3 này tôi tìm gần 30 phút rồi cũng không thấy tung tích và xe của anh Dưỡng đâu. Còn bây giờ thì cứ tìm ở xung quanh nhà trước, biết đâu chưa hết một tiếng đồng hồ tôi đã bắt được anh Dưỡng rồi thì sao. Anh Dưỡng không có ở trong này rồi, cái nhà hoang này không có. Tiếp tục di chuyển đi xung quanh cánh đồng này để tìm xem có anh Dưỡng ở đây không nhá. Tên tên mọi người, các phòng bí mật trong tủ áo có đẹp không? Lúi quần áo to như này các thám tử vào sẽ phát hiện ra ngay. Bây giờ tôi sẽ phải dọn dẹp đi nhanh nhẹn lên, thám tử đến thôi. Ngoài này có một căn nhà hoang nữa, tiếp tục đi ra đây tìm nhá. Ở những cái clip trước thì tôi cứ đi tìm khắp mọi nơi, nói chung là cứ đi tới đâu thì tìm tới đấy, nhưng mà clip này tôi sẽ sử dụng cái đầu của thám tử nhá. Đấy, hôm nay tôi sẽ dùng đầu của thám tử suy luận để tìm anh Dưỡng. Không cần tìm nhiều chỗ, chỉ cần tìm những cái chỗ địa điểm thích hợp thì chắc chắn có thể tìm ra anh Dưỡng. Bên đây là trước cũng là một cái khu lền rất bằng phẳng này, thì chứng tỏ là trước cũng là một khu kiểu nhà hoang ấy, nhà để nó làm vật liệu xây dựng kiểu như bên kia kìa. Nhưng mà bên này giờ nó bỏ không rồi các bạn. Ở đây tôi tìm không có rồi. Bây giờ tôi sẽ lên cái trụ sắt kia tìm không có cậu Dưỡng làm căn phòng bí mật ở trên đấy không nhá. Tôi đã đi lùng sục anh Dưỡng khắp mọi nơi ở huyện Quế Võ nhưng cũng không tìm thấy tung tích của anh Dưỡng đâu. Mà anh Dưỡng cũng nhận trốn tài thật. Tôi đã tìm hết mọi ngõ ngách đống gạch như thế này. Ngoài ra mới vào ngoài ra cũng không thấy xe anh Dưỡng. Bây giờ có lẽ là khoảng gần một tiếng rồi. Thời gian còn lại tôi sẽ phải ngồi và đợi anh Dưỡng chia sẻ vị trí để tôi có thể tìm kiếm được anh Dưỡng. Chứ anh Dưỡng trốn kiểu này tìm khó lắm. Ngồi bò gối này hơi mỏi chân. Căn phòng bí mật này có vẻ chật chội nhưng mà không sao, với sức chịu đựng trâu bò của tôi sẽ trụ được ở trong căn phòng bí mật này lâu nhất có thể, chiến thắng thám tử, không để thám tử bắt được. Anh Dưỡng có ở đây không anh Dưỡng ơi? Anh Dưỡng ơi, không có trong này rồi mọi người ạ. Anh Dưỡng không trốn ở cái nhà hoang này. Trên kia còn một cái nhà nữa, lên tìm lốt. Cái nhà này thì giống như cái chuồng lợn hay là chuồng gà gì đấy các bạn ạ. Không có anh Dưỡng trốn ở đây. Mới đống cát này, cậu Dưỡng có trốn ở bên đây không các bạn ạ? Thì đây là một kho để vật liệu. Tôi sẽ trèo lên cao để cho nhìn dễ hơn nhé các bạn nhé. Thế các bạn tuyệt đối không nên làm theo anh em chúng tôi nhé. Leo trèo thế này thì khá là nguy hiểm các bạn. Lên trên đây thì nhìn thấy dưới gió, nhìn thấy hết các bạn ạ. Có khi nào cậu Dưỡng ở trong cái hộp này không? Không có các bạn.
bạn ơi, là ở trên đây tôi cũng kiếm hết rồi các bạn ơi. Không có cậu Dướng ở đây nhá. Thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục di chuyển đến vị trí khác để tìm kiếm cậu Dướng. Không biết giờ này anh Côn và anh Sáng đã tìm được cái Dưỡng chưa? Nhưng mà tôi nghĩ là chưa đâu. Bởi vì nếu mà tìm dễ thế thì sao là anh Dưỡng được. Căn phòng bí mật này có một cái rất hay, đó là xa đơn để tập thể dục này. Thể dục thể thao tăng cường sức khỏe. Không biết các thám tử đang ở đâu. Qua các tập trốn tìm đuổi bắt thì các thám tử đã thông minh lên rồi. Các thám tử hay về tìm những cái nơi như là công ty, nhà hay là những nơi thân thuộc của tôi để tìm. Tôi đóng cửa vào không các thám tử về bắt được tôi. Vậy là ở cánh đồng và mấy cái nhà hoang này thì không có anh Dưỡng rồi. À đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ? Tại sao tôi không chờ hết một tiếng đồng hồ, sau đó anh Dưỡng gửi định vị cho tôi để tôi xác định vị trí cụ thể của anh Dưỡng rồi đi tìm cơn dễ đúng không? Mình quên mất. Thôi không nói nhiều, không đi tìm anh Dưỡng nữa. Bây giờ tôi sẽ chờ hết một tiếng đồng hồ để anh Dưỡng gửi vị trí, sau đó thì tôi sẽ đi tìm anh Dưỡng nhá. Đang trên đường đi tìm kiếm cậu Dưỡng mà thấy cái nhà kho này nó huyền bí quá các bạn ơi, phải xuống kiểm tra mới được các bạn ạ. Bên hông đây là có ba cái cửa sổ xây bịt kín hết rồi. Ở đằng trước đây thì cũng có một cái cửa sổ với một cửa chính nhỉ. Cửa sổ thì cũng được xây kín hết rồi, còn cửa chính đây các bạn ạ, tối mịt các bạn ơi, chỉ là chỗ đựng đồ linh tinh thôi các bạn ạ. Thì bây giờ tôi lại tiếp tục đi tìm cậu Dướng tiếp nhá. À quên mất, mỗi một tiếng tôi phải gửi định vị cho các thám tử. Thế thì tôi không thể ở cố định trong một căn phòng bí mật được. Tôi phải luôn luôn di chuyển, chắc phải gửi vị trí cho các thám tử rồi. Bây giờ tôi phải đi thôi, không thể ở một chỗ được. Tí nữa các thám tử mà có vị trí của tôi, các thám tử sẽ phi về đây và bắt tôi ngay. Tôi phải đi di chuyển thôi. Chuyển căn phòng bí mật đến một địa điểm khác nhá. Với tính khí của thằng Dướng thì chắc là nó không đi làm mà căn hầm bí mật ở những cái nơi nào mà không thân thuộc đâu. Ô, mình tính thế sao mà mình lại đi ra kiếm mấy cái chỗ linh tinh này làm gì nhỉ các bạn nhỉ? Vừa là đã hết một tiếng, tôi vừa mới gửi vị trí cho các thám tử. Bây giờ tôi sẽ phải di chuyển đến một vị trí khác, không thì các thám tử sẽ phát hiện ra tôi. Thôi lên cậu. Sau khoảng 30 phút thì hiện tại tôi đã nhận được vị trí của anh Dưỡng. Anh Dưỡng đang ở trên thành phố. Không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ phi lên thành phố để tìm anh Dưỡng nhá. Đang trên đường tìm kiếm ra mấy cái nhà cao cao, mấy cột cao cao kia thì Dưỡng gửi vị trí các bạn ơi. Các bạn ơi, Dưỡng này hình như ở chung cư à các bạn ơi. Ngay ngõ 6 thành phố Bắc Ninh này. Thì bây giờ tôi sẽ về để tôi bắt Dưỡng nhá. Không biết có kịp không? Nhanh. À đây là anh Dưỡng đã chia sẻ vị trí rồi. Từ ngõ 6 Bắc Ninh đi ra. Anh Dưỡng đang trốn ở khu vực thành phố Bắc Ninh. Bây giờ tôi sẽ phải di chuyển lên thành phố Bắc Ninh để tiếp tục truy bắt anh Dưỡng. Bây giờ các thám tử có vị trí của tôi rồi. Tôi rất là lo lắng. Nhanh đi di chuyển chỗ khác, không các thám tử đến sẽ bắt được tôi. Mỗi một tiếng đồng hồ tôi chỉ có 15 phút để định vị được anh Dưỡng, cho nên là tôi sẽ quan sát thật kỹ càng xem là hướng anh Dưỡng di chuyển là hướng nào và cái địa điểm mà anh Dưỡng bắt đầu di chuyển là chỗ nào, thì tôi sẽ khoanh vùng sau đó tìm ở xung quanh đấy nhá. Tiếp tục quan sát xem là anh Dưỡng đang di chuyển đi đâu. Định vị Dưỡng gửi cho tôi là ở ngay ngã 6, tức là chắc là chỉ ở trong chung cư thôi các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ lên chung cư bắt nhá. Hy vọng Dưỡng vẫn còn ở đấy các bạn ạ. Trốn tài thế. Tôi cứ nghĩ là anh Dưỡng trốn ở quê cơ, nhưng không ngờ là anh Dưỡng vẫn đang trốn ở trong thành phố. Tôi phải tiếp tục di chuyển thật nhanh để có thể bắt kịp anh Dưỡng trước khi anh Côn và anh Sáng tìm ra. Anh Dưỡng ơi, lần này anh cứ chia sẻ như này không chạy thoát khỏi tay em đâu. Tôi vẫn thấy anh Dưỡng đang quanh quẩn ở thành phố Bắc Ninh. Không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ đi lên thành phố Bắc Ninh để bắt anh Dưỡng nhá. Đã hết 15 phút định vị được anh Dưỡng thì anh Dưỡng đã biến mất ở trên thành phố Bắc Ninh gần trung tâm văn hóa. Bây giờ tôi sẽ phi thẳng lên cái trung tâm văn hóa để tìm ở xung quanh đấy xem có manh mối gì của anh Dưỡng không nhá. Dưỡng ạ, quan ở nhà không? Các bạn ơi, kiểm tra phần là kín các bạn này. Gửi hình ảnh định vị thì đúng ở nhà rồi. Ngoài gian bếp này không có các bạn này. Nhà cửa ra hôm nay quần áo chất thành đống như này. Không có luôn. Để định vị ra xem lại nào các bạn này. Ôi các bạn ơi, định vị nhưng mà đang di chuyển rồi các bạn ơi. Đang di chuyển đi đâu đây? Thì bây giờ tôi sẽ di chuyển theo cái định vị này để đi bắt thằng Dưỡng nhá các bạn nhá. Hết 15 phút định vị rồi. Bây giờ tôi sẽ tìm một cái địa điểm mới để làm căn phòng bí mật nhá. Vậy là tôi đã tìm được chỗ để làm căn phòng bí mật, đó là cái bụi rậm này. Mất khá là nhiều thời gian để di chuyển từ quê lên trên thành phố thì anh Dưỡng đã biến mất ở gần đây, thì bây giờ tôi sẽ đi ở xung quanh đây xem có bất kỳ manh mối gì của anh Dưỡng không nhá. Khả năng là anh Dưỡng sẽ không trốn ở đây vì đây là một cái công viên mà ở đây còn chuẩn bị diễn ra cái sự kiện gì đấy, cho nên là cứ đi tìm xung quanh đây đã xem có manh mối gì không. Đã hết 15 phút thì Dưỡng đã tắt định vị rồi, thì luật chơi hôm nay là cứ một tiếng gửi định vị thế này thì chắc chắn Dưỡng nó phải di chuyển liên tục. Nếu mà di chuyển liên tục thế này chắc không di chuyển đi đâu xa đâu các bạn ơi. Thì khả năng bây giờ tôi sẽ ra công ty tìm kiếm và để đợi tiếp tục một tiếng sau Dưỡng tiếp tục gửi vị trí định vị thì tôi sẽ phán đoán là tôi sẽ đi bắt tiếp nha các bạn nha. Theo như định vị của tôi thì anh Dưỡng đang trốn ở khu chung cư Vinhome. Bây giờ tôi sẽ vào nhà anh Dưỡng kiểm tra xem anh Dưỡng có trốn trong nhà không. Hy vọng là lần này tôi bắt được anh Dưỡng. Trong này có tiếng mà không thấy ai mở cửa. Chào chị, anh Dưỡng có nhà không chị? Ui, cái cây này nhiều gai lắm. Bây giờ phải khéo léo chui vào mới chui được. Xung quanh nhiều gai lắm, toàn gai thôi.
căn phòng bí mật ở trong bụi rậm toàn gai. Ấy à. View bờ sông luôn. Căn phòng này có view tuyệt đẹp luôn. Đó là view bờ sông. Ờ bây giờ mang cái cây máy tính vào chưa? Bộ PC này không thể thiếu được. Đi đâu cũng phải mang theo. Căn phòng bí mật ở ngoài bờ sông. Đấy, trong bụi rậm. Ở kia có cái nhà vệ sinh công cộng này, để tôi vào tìm thử xem có anh Dưỡng trốn ở trong đấy không nhá. Hello, anh Dưỡng ơi. Nhà vệ sinh công cộng này không có ai rồi. Ở đây cũng không có luôn. Vậy là anh Dưỡng không trốn ở trong nhà vệ sinh công cộng này. Xung quanh cái công viên này có rất là nhiều các ô tô, rất là nhiều ô tô giống ô tô của anh Dưỡng, nhưng mà không thấy xe nào của anh Dưỡng cả. Thì tôi nghĩ chắc là anh Dưỡng không trốn ở đây đâu. Anh Dưỡng chỉ di chuyển để lừa anh em, cho anh em thấy anh Dưỡng đang ở đây thôi. Không, em nghi ngờ lắm. Bây giờ tôi sẽ vào nhà kiểm tra xem Dưỡng trốn trong đây không. Ui không thấy Dưỡng nhà, chân nạy bị rồi. Ui Dưỡng này di chuyển thôi. Bây giờ tôi sẽ đến địa điểm khác tìm kiếm anh Dưỡng. Ờ các bạn ơi, tôi đã về đến cửa hàng nhá. Thì hôm nay có muốn Quang ở đây đâu. Quang đang tư vấn cho bác khách. Có khá là nhiều em nhỏ đang ra đây mua hàng ủng hộ PHD. Thì các bạn mà mua cái gì, các bạn ở gần thành phố Bắc Ninh, các bạn có thể ra 139 Nguyễn Gia Thiều ủng hộ anh em chúng tôi nhá. Hồi không giới thiệu sản phẩm quá nữa thì giờ tôi sẽ đi tìm các bạn ạ. Liệu Dưỡng có ở trong PHD Support này không các bạn ạ? Vậy là cậu Dưỡng cũng không ở công ty rồi các bạn ơi. Giờ này liệu cậu Dưỡng có thể đi trốn ở đâu được nữa nhỉ? Thì giờ tôi sẽ ra công viên nhá. Ra công viên rồi di chuyển về cái trường Bông và Cherry đang học, xem chốc cậu Dưỡng có đón Bông và Cherry không nhá. Nếu mà cậu Dưỡng đón Bông với Cherry đấy là sẽ bị tôi tóm sống các bạn ơi. Vậy là tôi đã làm xong căn phòng bí mật ở trong bụi rậm. Mọi người thấy thế nào? Đây là một căn phòng đơn sơ thôi, vì để trốn thám tử nên tôi phải làm một cái căn phòng tạm bợ như này. Nhưng mà không sao, hết định vị cái là tôi di chuyển luôn chứ không ở một chỗ. Wow, căn phòng bí mật của tôi quá kín đáo luôn, vì nó ở trong bụi rậm không thể nào nhìn thấy được. Đặc biệt là căn phòng bí mật này có view tuyệt đẹp luôn, đó là view bờ sông. Wow, quá đẹp luôn, không khí rất là trong lành luôn. Và đặc biệt nữa là khi tôi nóng là tôi có thể nhảy xuống sông tôi tắm luôn. Thằng bây giờ chúng tắm luôn. À thôi, từ từ phải cất quần áo vào trong căn phòng bí mật trong bụi rậm đã, không thì gió nó bay mất. Vậy là tôi đã tìm hết xung quanh công viên, tìm sang cả khu lân cận thì thấy chỗ này có một cái bụi chuối khá là rậm rạp. Vào đây tìm thử xem nhá mọi người nhá. Vậy là tôi đã tìm hết xung quanh công viên, ngay cả khu lân cận, những cái chỗ vắng người như thế này thì tôi cũng đã tìm rồi, nhưng mà vẫn không thấy manh mối gì của anh Dưỡng. Vậy là tôi đã ra đến công viên và Dưỡng hay đưa con cái ra đây chơi nhá các bạn nhá. Công viên này thì cũng rất là rộng nhưng mà cũng khá là thoáng, không có nhiều chỗ trốn đâu các bạn ạ. Khả năng tôi ra đây muộn rồi các bạn ơi. Giờ phút này còn rất ít học sinh ra, nhưng mà không sao, tôi vẫn đợi ở đây một lúc để xem có ai đón Bông và Cherry chưa nhá các bạn nhá. Vậy là tôi đã ngồi đây khá là lâu rồi các bạn ơi, các bạn học sinh nhỏ cũng về hết nhà rồi, thì cũng sắp đến giờ Dưỡng phải gửi định vị cho chúng tôi rồi, thì tôi cứ ở đây tôi ngồi tôi phục thôi các bạn ạ. Bao giờ Dưỡng gửi định vị tôi xác định ở đâu là tôi sẽ phi ra đấy bắt nhá các bạn nhá. Sau khi mất dấu anh Dưỡng ở chung cư Vinhome thì tôi đã về tới cửa hàng PD Sport. Bạn nào muốn mua đồ thể thao chính hãng thì hãy đến 139 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh. Tôi không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ chạy vào trong kiểm tra xem anh Dưỡng có trốn ở đây không. Ở đây có mấy bạn này. Các em ơi, hôm nay bọn anh đang làm video truy tìm và đuổi bắt anh Dưỡng thì các em thấy Dưỡng chạy qua đây không? Không ạ. Không ạ. Nghỉ lắm, anh Dưỡng đang trốn trên lầu. Sau một lúc chạy vùng quanh cửa hàng thì kiếm thì tôi không thấy tung tích của anh Dưỡng đâu. Có lẽ là anh Dưỡng đã di chuyển đến một địa điểm mới rồi. Tôi cũng không có vị trí của anh Dưỡng. Bây giờ tôi tiếp tục di chuyển vùng quanh thành phố và hy vọng vào trong quá trình di chuyển thì tôi sẽ thấy xe của anh Dưỡng và bắt được anh Dưỡng. Ơi. Anh Dưỡng ơi, sắp hết một tiếng rồi, sắp phải gửi định vị cho thám tử rồi. Anh lên đi. Okay. Vừa lấy đi bơi không cẩn thận tôi đã làm chảy máu tay, nhưng mà không sao, tôi sẽ vẫn tiếp tục thử thách. Bây giờ tôi sẽ gửi vị trí cho các thám tử nhá. Ui, hình như là tôi vừa nhận được vị trí của anh Dưỡng hay sao, để tôi xem anh Dưỡng đang trốn ở đâu nhá. Tôi đã có vị trí của anh Dưỡng. Anh Dưỡng đang ở bờ đê cái chỗ mà đảo hoang tôi từng sinh tồn ấy. Tôi không nói nhiều nữa, phi ra để bắt anh Dưỡng luôn nhá. Vậy là Dưỡng đã gửi định vị lần hai cho các thám tử các bạn ơi. Đây là đâu đây các bạn ơi? Đây ở gần đê các bạn ơi. Thì bây giờ tôi sẽ phi lên đê chỗ mà anh em chúng tôi hay quay clip nhá các bạn nhá. Trong quá trình tôi đang tìm kiếm thì tôi đã nhận được một thông báo đó là anh Dưỡng đã chia sẻ vị trí. Bây giờ tôi sẽ đến địa điểm đó bắt anh Dưỡng. Tôi đã gửi vị trí cho các thám tử rồi. Bây giờ tôi phải nhanh chóng di chuyển đồ đạc để đi làm căn phòng bí mật chỗ khác nhá. Không thì các thám tử đến đây sẽ bắt được tôi. Nhanh chóng di chuyển đến địa điểm khác thôi. Không thì các thám tử sẽ đến. Tôi gửi vị trí rồi mà. Không biết các thám tử đang ở đâu. Thì bây giờ phải nhanh chóng di chuyển. Hiện tại định vị của anh Dưỡng đã biến mất ở bên một mỏm đất cạnh bờ sông. Thì hiện tại tôi đang ở trên bờ đê di chuyển tới gần vị trí anh Dưỡng biến mất. Cố gắng đuổi kịp anh Dưỡng nhá mọi người nhá. Bắt cho bằng được anh Dưỡng. Không biết là anh Dưỡng đang lẩn trốn đi đâu rồi. Trong ba thám tử tôi, Phong và anh Côn thì tôi là người thông thạo điện thoại nhất, tôi có thể hiểu rõ map nhất, thì khi mà nhận được định vị tôi có thể di chuyển tới vị trí của anh Dưỡng một cách nhanh nhất. Thì tôi nghĩ clip này tôi sẽ là người giành chiến thắng rồi mọi người ạ. Nhưng mà vẫn chưa biết là anh Dưỡng đang lẩn trốn ở đâu, bởi vì tôi đã bị ngắt kết nối định vị rồi. Tiếp tục di chuyển đi đuổi theo anh Dưỡng thôi. Vậy là tôi đã đến vị trí mà Dưỡng gửi định vị cho tôi lần thứ hai các bạn ơi. Thì thật sự là tôi cũng không biết chính xác
có phải chỗ này không, nhưng mà tôi thấy vị trí là ở gần đây. Thì giờ tôi sẽ xuống chỗ này tìm. Chỗ này là chỗ anh em chúng tôi rất hay làm clip ở đây, là các bạn có nhìn thấy quen thuộc không? Thì bây giờ tôi sẽ xuống dưới tìm xem có giếng ở đấy không nhá các bạn nhá. Vậy là đã hết 15 phút chia sẻ vị trí cho các nam tử. Bây giờ tôi sẽ tắt vị trí đi, không cho các nam tử biết tôi đâu. Thử thách này tôi thấy anh Côn với Phong rất chậm về công nghệ. Thì mỗi khi lần tôi gửi vị trí, khả năng anh Côn với Phong cũng không thể nào bám kịp tôi. Nếu mà về cái trò đổi bắt định vị này, tôi đánh giá cao Sáng, vì Sáng rất là nhanh nhẹn về cái khoản công nghệ này. Chứ còn anh Côn mở khóa màn hình cũng mất mấy phút thì các bạn bảo làm sao bắt được tôi được. Lúc đầu cứ tưởng có định vị 15 phút là các nam tử chắc chắn sẽ bắt được tôi. Nhưng mà đến giờ phút này thì tôi cảm thấy là có định vị chỉ 15 phút thôi cũng không có tác dụng gì. Nói chung là các nam tử vẫn rất là khó để bắt được tôi. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục đi tìm một vị trí mới để làm một căn phòng bí mật. Vậy là tôi đã tới địa điểm cuối cùng mà định vị của anh Dưỡng biến mất. Đây chính là địa điểm đấy đây mọi người. Không thấy xe ô tô của anh Dưỡng ở xung quanh đây, khả năng là anh Dưỡng lại di chuyển sang địa điểm mới rồi. Truy tìm căn phòng bí mật như này thực sự rất là khó luôn mọi người ạ. Cứ mỗi lần bật định vị thì anh Dưỡng lại di chuyển, xong là mỗi lần ngắt định vị thì anh Dưỡng lại đem căn phòng bí mật đi tới chỗ khác. Thì không thể nào mà đuổi kịp được anh Dưỡng mọi người ạ. Thôi không sao, cứ thử xuống dưới này tìm anh Dưỡng nhá. Ở xung quanh đây tôi thấy cây cối rậm rạp tùm lắm. Nếu mà anh Dưỡng chế tạo căn phòng bí mật ở đây mà trốn thì khả năng tôi vẫn bắt được. Hy vọng là tôi có thể bắt được anh Dưỡng một cách sớm nhất. Lần đầu chơi đuổi bắt trốn tìm bằng định vị thì Dưỡng gửi vị trí định vị cho tôi cứ tưởng là đằng này, nhưng mà hóa ra là không phải các bạn ơi. Phải ngược đằng hướng kia mới phải. Thì bây giờ tôi sẽ quay lại đấy tôi tìm nhá các bạn nhá. Tiếp tục tôi sẽ làm căn phòng bí mật trên xe, vì đằng nào cũng phải di chuyển liên tục, vì đây là đuổi bắt trốn tìm định vị. Mà tay tôi đang bị đau nữa nên tôi không thể di chuyển được đồ đạc. Chính vì vậy tôi sẽ làm căn phòng bí mật trên xe luôn. Nguyên một bãi đất khổng lồ to đùng luôn. Tìm hết cả bãi đất này thì cũng mất khá là nhiều thời gian đấy. Thôi không nói nhiều nữa, đi tìm anh Dưỡng thôi. Có trốn ở trong bụi này không anh Dưỡng ơi? Chỗ này tôi thấy có cỏ rẫm rất là lát này. Không biết có ai trốn trong này không? Đây mọi người nhìn xem, có vết chân đi luôn, cỏ rẫm lát hết luôn. Khả năng là anh Dưỡng trốn ở đây rồi, nhưng mà khi mà bật định vị lên là anh Dưỡng lại bỏ cái căn phòng bí mật chỗ này, xong là anh Dưỡng đi chỗ khác. Tôi dự đoán là như thế mọi người ạ. Nhưng mà bây giờ anh Dưỡng đi chỗ nào tôi không biết chưa. Bên kia có mấy cái bụi, mấy cái cây rất là to, để sang đấy tìm thử xem nào. Bây giờ tôi sẽ giải thảm cho căn phòng bí mật trên xe. Vậy là tôi đã làm xong căn phòng bí mật ở trên ô tô. Wow, máy tính, tủ lạnh, đồ ăn các kiểu luôn. Wow, đặc biệt là cái vali phần thưởng này. Nếu mà thám tử nào bắt được tôi sẽ được 10 triệu đồng. Điều đặc biệt ở căn phòng bí mật này là có thể di chuyển được mọi lúc mọi nơi, đi khắp tất cả các tỉnh thành phố, đi khắp miền Bắc, đi khắp miền Nam luôn, thậm chí là đi cả sang nước ngoài được luôn. Căn phòng bí mật chính là wow, với đầy đủ tiện nghi đồ ăn, nước uống các thứ nhá. Pepsi, Coca, đồ ăn vặt. Vậy là tôi đã tìm hết cả cái mỏm ngoài bờ sông này nhưng mà không tìm thấy anh Dưỡng. Chắc là anh Dưỡng đã di chuyển đi một cái chỗ khác rồi. Phong với anh Côn thì vẫn chưa thấy đâu. Tôi là người am hiểu về công nghệ nhất, tôi có thể đọc map một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn Phong với anh Côn có biết gì về công nghệ đâu. Khả năng cái clip này chỉ có mỗi tôi đuổi kịp anh Dưỡng rồi. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ chạy ở xung quanh bờ đê này tìm tiếp xem có manh mối gì của anh Dưỡng không, tiện thể chờ tới cái thời gian tiếp theo anh Dưỡng gửi định vị nhá. Giờ thật sự tôi không biết cậu Dưỡng ở đâu và cũng thật sự tôi không biết tôi ở đâu luôn. Thì bây giờ tôi chỉ đi loanh quanh và chờ gợi ý thứ ba để tôi xem map thật là chuẩn để tôi sẽ đuổi bắt theo cậu Dưỡng nhá các bạn nhá. Có bạn nào thích cái căn phòng bí mật như thế này không? Nếu mọi người thích hãy like, subscribe, đăng ký kênh nhá, giúp kênh tôi lên 10 triệu sub nhá. Tôi sẽ làm nhiều căn phòng bí mật đẹp hơn như này nữa. Theo như tôi quan sát vị trí của anh Dưỡng trên bản đồ trong khoảng 15 phút thì tôi nhận thấy là anh Dưỡng đi từ hướng thành phố, đi theo cái đường bờ đê đi dọc về đằng này. Thì bây giờ tôi sẽ đi theo đằng này nhá, đi thẳng về đằng này đâm đuổi theo sau đít của anh Dưỡng luôn. Thì nếu như dự đoán của tôi là chính xác thì bây giờ tôi sẽ di chuyển theo đường bờ đê đi thẳng về hướng kia, đuổi theo sau đít của anh Dưỡng. Mong là tôi có thể đuổi kịp được anh Dưỡng, bắt anh Dưỡng nhá. Trong quá trình di chuyển đến vị trí của anh Dưỡng thì tôi đã không để ý đến Google Maps, tôi đã lạc sang một khu vực khác. Bây giờ tôi không biết anh Dưỡng ở đâu nữa. Tôi đang tìm anh Dưỡng trong vô vọng, và hiện tại theo suy nghĩ của tôi thì anh Dưỡng sẽ di chuyển đến những vị trí mà ngày xưa anh em chúng tôi thực hiện thử thách. Bây giờ tôi sẽ đi vùng quanh khu vực này hỏi xem là mọi người có biết anh Dưỡng đã từng đi qua đây không. Không biết ba thám tử đang ở đâu thì anh Côn mấy cả Phong còn không có biết xem map thế nào cơ. Khả năng anh Côn với Phong sẽ không thể nào đuổi kịp tôi. May ra có Sáng rồi, Sáng thì đuổi bắt định vị với tôi nhiều rồi nên Sáng biết xem map. Theo tính toán tôi, anh Côn với Phong có thể lạc đường, vì xem map rất là khó nhá, rất khó để hình dung xem map như nào nhá. Thử thách này rất là cuốn hút nha, mọi người đừng rời mắt khỏi màn hình. Chưa đến giờ gửi vị trí, khả năng tôi đi ngủ một chút để lấy sức nhá. Thì nữa ngủ một giấc dậy để đi trốn tiếp. Ở trên bờ đê thì thỉnh thoảng lại có một căn nhà như này, có căn thì khóa, có căn thì không. Không biết là anh Dương có chế tạo căn phòng bí mật
mặt ở đây không? Anh Dưỡng ơi, không có gì rồi các bạn ạ. Không có anh Dưỡng ở đây rồi. Tại nhỉ? Anh Dưỡng trốn đâu nhỉ? Thôi tiếp tục di chuyển nhá. Cứ đi dọc theo đường D này kiểu gì tôi cũng bắt được anh Dưỡng. Ở đây có một cái cống rất là to này. Chỗ này là một trạm bơm, thử đi xuống xem có anh Dưỡng trốn ở đây không nhá. Hello! Anh Dưỡng ơi. Cống này sâu lắm mọi người ạ. Xuống tận bên dưới để nhìn thật kỹ xem là không có anh Dưỡng ở đây. Thôi tiếp tục di chuyển nhá. Tôi ước gì đâu tôi có thể lấy số nhanh hơn để có thể biết trước được vị trí Dưỡng đã tới. Nhưng mà tôi toàn đoán sai thôi. Đến chỗ này thì anh Dưỡng đã di chuyển, đến chỗ khác thì đi nhầm vị trí. Bây giờ tôi chỉ mong rằng tôi vào thành phố và anh Dưỡng chia sẻ anh Dưỡng đang trong thành phố để tôi có thể bắt được anh Dưỡng. Không biết là tôi có dự đoán đúng không nữa. Nếu mà tôi dự đoán đúng thì tôi có thể tiếp cận được gần anh Dưỡng hơn. Còn nếu mà tôi dự đoán sai thì tôi sẽ đi càng xa anh Dưỡng. Hy vọng là tôi đúng nhất mọi người nhá. Bây giờ đã đến giờ gửi vị trí cho các thám tử. Ok, gửi xong rồi thì bây giờ tôi phải nhanh chóng di chuyển đến địa điểm khác, không thì các thám tử đến đây bắt tôi mất. Các bạn ơi, anh Dưỡng vừa gửi vị trí cho tôi. Tôi đã dự đoán chính xác, tôi đang ở rất gần ngay phía sau đít của anh Dưỡng luôn. Ok, không nói nhiều nữa, đuổi theo anh Dưỡng thôi. Ui, tôi sắp đuổi kịp anh Dưỡng rồi. Sắp bắt được anh Dưỡng rồi mọi người ơi. Lên đường đuổi theo anh Dưỡng thôi. Vậy là Dưỡng đã gửi định vị lần 3 nhá. Thì hiện tại Dưỡng đang di chuyển ở đường Trần Hưng Đạo để đi về ngã 6. Thì bây giờ tôi sẽ về đấy, tôi chặn đầu tôi bắt nhá các bạn nhá. Như vậy là anh Dưỡng đã gửi vị trí mà Dưỡng đang trốn. Hiện tại anh Dưỡng đang ở hồ gần hồ bơi sông Cầu. Bây giờ tôi sẽ di chuyển ra đó để bắt Dưỡng. Đâu rồi, anh Dưỡng đâu rồi? Các bạn ơi, hình như phía trước chính là xe ô tô của anh Dưỡng hay sao ấy. Chuẩn rồi sao ấy, sắp đuổi kịp anh Dưỡng rồi. Anh Dưỡng ngoặt đúng xe luôn, đúng biển số rồi mọi người. Quỳnh ơi, ô, anh Sáng này. Hình như sái xuống đằng sau. Ôi, sái xuống đằng sau rồi. Đuổi anh Dưỡng ơi, đuổi kịp anh Dưỡng ơi. Bây giờ tôi chỉ chờ anh Dưỡng dừng lại ở chỗ nào đấy để làm căn phòng bí mật là tôi bắt sống. Thế này có mà chạy đằng trời. Trời ơi, trốn tìm gắn định vị. Sái xuống đi nhanh thế nhỉ. Bây giờ phải làm thế nào bây giờ? Tay tôi lại đau nữa. Sái xuống đuổi sát luôn rồi. Bây giờ tôi phải làm thế nào đó cắt đuôi sái xuống. Không để sái xuống bắt được tôi. Tôi đi ô tô thì vẫn lại thế hơn Sáng. Sáng đi xe máy sẽ không thể nào đuổi được. Làm sao mà chạy thoát được tôi? Tôi bắt được rồi. Với cái lượng xăng như thế này thì tôi đuổi theo anh Dương tới sáng mai luôn. Cứ bám theo đít thôi. Không rời kỳ khi nào anh Dương dừng lại để cho tôi bắt thì thôi. Nhưng mà vấn đề là tay tôi đang bị đau. Nhưng mà không sao, tay trái tôi vẫn rất là khỏe. Tôi sẽ cố gắng điều khiển xe. Chạy đâu cho thoát. Tôi bắt được anh Dương này chắc rồi. Chạy đâu? Chạy đâu? Sáng thì Dương đuổi dài thế nhỉ? Từ nãy rồi nó bắt đuổi theo đít rồi. Nhanh nhanh cái đuôi sái Dương, không để sái Dương bắt được. Tôi có một chiến thuật này, tôi sẽ đi nhanh cho tôi ngoặt vào một hướng để làm mất hướng của Sáng ấy. Đấy, đấy là hướng Sáng nhá. Ô. Thế rồi tôi đi quá rồi. Tôi đi quá rồi. Em phải quay lại. Thoát được Sái rồi, Sái xuống. Ồ, rất nhanh. Quên mất dấu anh Dưỡng luôn rồi. Quên anh Dưỡng đâu rồi? Tôi bị mất dấu anh Dưỡng rồi mọi người. Anh Dưỡng đi đâu mất rồi? Vừa nãy tôi đang đi, tôi cua gấp vào một ngõ thế này. Thế nên Sái Du không kịp ngoặt rồi. Tôi không cắt đuôi Sáng. Xuống đấy không thấy sao cắt đuôi rồi. Rồi ra cao tốc rồi. Đây này, cắt đuôi Sáng cao tốc luôn. Tôi chỉ không để ý một cái bị đi quá đường. Thế là đi vòng quay lại thì bị anh Dưỡng cắt đuôi rồi. Bây giờ không biết là anh Dưỡng ngoặt đường nào nữa. Giờ thì biết tìm anh Dưỡng thế nào. Ui, tiếc thế. Đuổi kịp, đuổi sát đi anh Dưỡng rồi mà cuối cùng để anh Dưỡng cắt đuôi. Rồi ơi, sao mình ngu thế chứ lị. Ui, may quá, lên kịp cao tốc. Chứ nơi Sáng Dương bắt được tôi. Nhưng không sao, thoát được Sáng Dương là may rồi. Tôi tiếp tục chạy trốn rồi. Hồi hộp, hồ kịch tính thật sự luôn. Vậy là tôi đã đứng ở đường Trần Hưng Đạo gần ngã 6 rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn map di chuyển của Dương đang gần đến ngã 6. Thì tôi cứ đứng ở đây tôi phục nhá. Dương mà đi qua đây là tôi sẽ bắt sống luôn. Trừ khi Dương nghẹo ra hướng khác các bạn ơi. Thì bây giờ tôi sẽ tập trung để ý cái xe 20 của Dương. Sau khoảng gần 1 tiếng đến vị trí của anh Dương chia sẻ thì tôi lại lạc mất anh Dương. Vị trí cuối cùng anh Dương đang đứng ở chỗ này. Và tôi lại đi sai vị trí rồi. Hiện tại tôi không biết anh Dương đứng ở vị trí nào nữa. Bây giờ tôi chắc tôi lại phải ngồi im đợi anh Dưỡng chia sẻ vị trí tiếp theo vậy. Chứ tôi không thể nào tìm được anh Dưỡng. Anh Dưỡng đang xoay tôi như một cái trống trống vậy. Bây giờ có hai con đường ở đây. Thôi tôi chọn lại một đường để đuổi theo anh Dưỡng nhá. Hy vọng là lại chọn đúng tiếp. Tôi cứ đi loanh quanh ở mấy cái khu này để đuổi theo tìm xem có thấy anh Dưỡng không. Cuối cùng bây giờ lạc đường rồi các bạn ạ. Không tìm thấy anh Dưỡng mà lại còn bị lạc đường nữa. Thôi để tôi xem map xem hiện tại thì tôi đang ở đâu. Tiện thể thì sẽ xác định cái hướng đi của anh Dưỡng, dự đoán hướng đi của anh Dưỡng rồi tôi sẽ đuổi theo anh Dưỡng nhá. Nếu mọi người thấy kịch tính thì mọi người hãy like, subscribe, đăng ký kênh nhá. Giúp kênh tôi lên 10 triệu sub nhá. Tôi sẽ làm video kịch tính hơn nữa nhá. Tiếp tục chạy trốn rồi, không để các thám tử đuổi được. May mà mình không bị đau tim. Nếu mà tôi bị đau tim khả năng là không chơi được cái thứ này. Hình như đi đuổi bắt từ sáng mà thấy sai các bạn ạ. Cái chấm xanh này lúc nào tôi dừng thì nó cũng dừng, còn lúc nào tôi đi thì nó cũng đi. Tức là từ sáng là tôi toàn đi tìm tôi chứ không phải đi tìm thằng Dưỡng à các bạn. Ui, ngu thế các bạn ơi. Sau cái vụ này về tôi phải bảo thằng Sáng nó dạy tôi cái cách xem map này mới được các bạn ạ. Thì bây giờ tôi lại đi tìm thằng Dưỡng tiếp thôi. Vậy là
là tôi đã xem map và xác định thành công. Hiện tại thì tôi đang ở khá là gần Quế Võ. Ở bên Quế Võ này thì tôi nghĩ là khả năng anh Dưỡng chạy về nhà bạn thân của anh Dưỡng trốn. Ở nhà bạn thân anh Dưỡng rất là nhiều căn phòng bí mật. Bây giờ tôi sẽ phi về đấy để xem anh Dưỡng có chạy về đấy không nhá. Đây chỉ là dự đoán của tôi thôi và cũng là không có manh mối gì, cho nên là tôi cứ đi tới nhà bạn của anh Dưỡng nhá. Tại vì đang gần ở đấy mà biết đâu anh Dưỡng về đấy anh Dưỡng trốn. Thôi không nói nhiều, đi về nhà bạn anh Dưỡng xem anh Dưỡng có phi về đấy không nhá. Tôi đã gửi vị trí cho các thám tử rồi. Lần này tôi chạy xe trên đường thôi, sẽ không dừng lại. Nếu mà dừng lại thì các thám tử sẽ ập vào bắt tôi ngay. Nói chung là bây giờ tôi sẽ di chuyển liên tục nhá. Tôi đang đi vào nhà bạn của anh Dưỡng để xem anh Dưỡng có chạy trốn vào đấy không, thì nhận được vị trí của anh Dưỡng. Anh Dưỡng đang đi quay trở về thành phố Bắc Ninh. Vậy là tôi đã dự đoán sai rồi nhưng mà vẫn cùng đường. Bây giờ tôi sẽ phi lên thành phố Bắc Ninh để đuổi theo anh Dưỡng nhá. Vẫn cùng đường. Vậy là tôi dự đoán gần đúng mọi người ạ. Hello anh cô, sao anh Chui ở đây rồi? Chui thì anh xem vị trí đứng ở vị trước rồi nữa, đứng yên vị trí này di chuyển, anh đang đuổi theo đấy. Đi lên thành phố Bắc Ninh rồi. Vừa gửi vị trí xong. Đuổi anh ơi. Vậy là anh Dưỡng lại tiếp tục chia sẻ vị trí mà anh Dưỡng đang đi. Hiện tại tôi thấy trên màn hình đây, anh Dưỡng đang di chuyển đến Giang Liễu, Bắc Ninh. Anh Dưỡng lại tiếp tục di chuyển rồi. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục đuổi theo, bắt được anh Dưỡng thì tôi mới nghỉ ngơi. Chứ không là tôi sẽ không bao giờ tôi nghỉ. Từ sáng giờ vẫn chưa thấy Phong với cả anh Côn đâu. Khả năng Phong với anh Côn lạc đường rồi. Khả năng thế. Vì không biết xem map đâu. Đuổi bắt định vị kiểu này thì tôi thấy là 15 phút có định vị vẫn rất khó dành cho các thám tử. Nếu mà muốn bắt được tôi thì phải cho các thám tử 1 tiếng định vị cơ. Khả năng thử thách lần này sẽ không thám tử nào bắt được tôi. Đấy là theo tính toán tôi. Vì bây giờ vẫn chưa hết giờ, các thám tử vẫn có khả năng bắt được tôi. Nhưng mà đấy theo phân tích của tôi là 15 phút thì các thám tử sẽ không kịp áp sát tôi. Tôi sẽ đi mất rồi. Vậy là tôi đã về tới thành phố Bắc Ninh. Vừa gặp thám tử Côn mà thám tử Côn phóng vèo vèo mất dấu luôn. Bây giờ tôi cũng mất dấu của anh Dưỡng rồi. Định vị của anh Dưỡng đã ngắt kết nối ở ngã 6. Bây giờ không biết là anh Dưỡng trốn ở đâu. Ngã 6 thì có khi nào anh Dưỡng chạy về nhà trốn không? Đúng rồi, bây giờ tôi sẽ về nhà tìm thử nhá. Khả năng anh Dưỡng chạy về nhà trốn ấy. Đi về nhà anh Dưỡng tìm thử, về nhà chung cư ấy mọi người. Trốn tìm và đuổi bắt bình thường như thế kia tôi chơi còn giỏi chứ. Các bạn ơi, chơi trốn tìm bằng định vị này thật sự là chưa biết nhiều nên rất là khó bắt được Dưỡng các bạn ạ. Thì hy vọng thằng Sáng với thằng Phong nó khôn hơn, nó chơi định vị quen rồi thì chúc cho hai thằng nó bắt được cậu Dưỡng nhá các bạn nhá. Sau khi tìm mọi ngóc ngách ở phường Đại Phúc, vị trí cuối cùng mà anh Dưỡng chia sẻ thì tôi vẫn không thấy tung tích xe hơi và anh Dưỡng đâu. Bây giờ là tôi sẽ phải ngồi đợi anh Dưỡng chia sẻ vị trí tiếp theo. Thử thách sắp hết thời gian rồi. Khả năng bây giờ tôi sẽ đi ra sân bay, tôi bay đi chỗ khác. Ôi anh ơi, tôi tìm khắp tỉnh rồi anh ra sân bay làm gì? Che rồi, anh chỉ ra đến Yên Phong thì anh quay lại thôi. Yên Phong vẫn thuộc trong tỉnh Bắc Ninh thì đến Yên Phong thì quay lại. Phải di chuyển xa như thế thì các thám tử mới không thể nào bắt được. Vì là sắp hết giờ rồi nên tôi sử dụng chiến thuật này. Đi xa xa một chút để các thám tử không thể nào bắt được nhá. Đi ra Yên Phong hướng đi ra sân bay Nội Bài thôi. Lên tới chung cư rồi, vào bắt anh Dưỡng thôi. Không biết là anh Dưỡng có ở đây không nữa. Tôi nghĩ là anh Dưỡng không dám về nhà đâu, bởi vì anh Dưỡng biết là tôi đang đuổi ở phía đằng sau ấy. Chị Yến ơi, anh Dưỡng có về đây không? Bông, bố về đây không con? Chú Sáng đuổi ngay sau đít bố mà. Thôi đi ra để chú Sáng tìm. Chú Sáng vẫn không tin tưởng bất kỳ ai. Mình vẫn phải đi tìm có căn phòng bí mật nào trong này không. Anh Dương ơi, anh Dương ơi, trốn đâu đấy anh Dương ơi? Có trong gầm giường không? Nghi lắm, vẫn ở trong gầm giường này. Không có ở trong gầm giường luôn. Thế chứng tỏ là anh Dương không ở đây rồi. Thế anh Dương trốn ở đâu nhỉ? Tôi đã phán đoán sai rồi. Anh Dương chạy đi đâu ấy? Anh Dương không về nhà. Thôi tiếp tục đi đuổi theo anh Dương nhá. Đấy nhá, hướng đi Nội Bài nhá. Đấy, ra hẳn sân bay bay đi vào Đà Nẵng chơi một chuyến cho anh Côn với Sáng tìm cho mỏi mắt. Bây giờ tôi sẽ vào khu công nghiệp Yên Phong nhá. Tôi không ra Hà Nội Nội Bài đâu nhá. Không, mọi người bảo tôi chơi ăn gian. Định vị của anh Dương biến mất ở ngã 6 thì chung cư đã không có rồi. Bây giờ tôi sẽ về cửa hàng hỏi xem có anh Dương ở đấy không nhá. Về cửa hàng rồi nhưng mà tôi không thấy có ô tô ở cửa hàng, tức là anh Dương cũng không về đây. Đây nhá, khu công nghiệp Yên Phong đây. Bây giờ sắp chúng tôi đùng, kìa. Lớp sau gốc cây kìa. Thì tôi sẽ vòng vào huyện Yên Phong này. Tôi không hề ra khỏi tỉnh nhá. Tôi không hề chơi ăn gian nhá. Không, mọi người lại bảo tôi ăn gian, tôi ra Hà Nội. Không biết các thám tử giờ này đang ở đâu. Tôi đi ra tận đây rồi thì khả năng là các thám tử không đuổi kịp tôi rồi. Đã đến giờ gửi vị trí cho các thám tử. Bây giờ tôi sẽ gửi vị trí cho các thám tử. Đang ở khu công nghiệp Yên Phong đây nhá. Các thám tử ơi, đến đây bắt đi. Có 15 phút thôi, cố lên. Bây giờ tôi sẽ ngồi ở đây chơi tầm khoảng 10 phút, sau đó tôi sẽ tiếp tục di chuyển ngược quay lại thành phố. Đấy, khi các thám tử lên đến Yên Phong thì tôi lại quay ngược lại thành phố rồi. Đấy, đánh người thám tử nhá. Ôi, hình như anh Dưỡng gửi vị trí sao ấy. Tôi đã xem được vị trí hiện tại của anh Dưỡng đang ở bên khu công nghiệp Yên Phong. Sao anh Dưỡng di chuyển nhanh thế nhỉ? Thôi phi sang bên Yên Phong để đuổi theo anh Dưỡng, bắt anh Dưỡng nhá các bạn ơi. Như vậy là đây là gợi ý thứ 5 của anh Dưỡng. Anh Dưỡng hiện tại đang ở Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh. Bây giờ tôi sẽ di chuyển xuống Yên Phong để bắt anh Dưỡng. Đang đi trên đường thì Dưỡng gửi vị trí thứ 5 các bạn ơi, để xem vị trí thứ 5 ở đâu nhá. Thì bây giờ tôi sẽ di chuyển để bắt thằng Dưỡng nhá. Đây
đang chạy xe lên Yên Phong để đuổi theo anh Dưỡng thì đầu tôi chợt lẩy số. Khi mà định vị kết thúc thì chắc chắn anh Dưỡng sẽ di chuyển sang một chỗ khác, không bao giờ ở lại Yên Phong. Tôi dự đoán là anh Dưỡng sẽ quay trở lại thành phố Bắc Linh. Tôi biết một con đường anh Dưỡng chỉ có đi duy nhất con đường đấy nếu mà từ Yên Phong quay trở về thành phố Bắc Linh, đi ra con đường đấy để chặn nhá, phục anh Dưỡng ở đấy luôn. Nếu mà anh Dưỡng quay trở lại thành phố Bắc Linh thì chắc chắn là tôi sẽ bắt được. Thôi không nói nhiều nữa, đi ra cái đường đấy chặn anh Dưỡng thôi. Tiếp tục di chuyển ngược lại thành phố nhá. Đánh lạc hướng rồi, bây giờ tôi sẽ di chuyển lại thành phố để làm cho các thám tử bất ngờ. Đuổi bắt trốn tìm kiểu này thì tôi rất là lợi thế vì là tôi đi ô tô, mà ba thám tử kia lại đi xe máy. Khả năng thử thách này ba thám tử không thể nào thắng được tôi. Vậy là tôi đã đến vị trí cái địa điểm mà Dướng gửi định vị lần thứ 5. Thì mất khá là nhiều thời gian thì Dướng đã tắt định vị rồi. Thì bây giờ tôi sẽ đi tìm mò nhá các bạn nhá. Thì ở đây có rất nhiều tán cây rất là đẹp, có thể trốn ở trong đây luôn. Không có, tôi để đi vào sâu trong đây một tí xem nào. Vào sâu trong đây cũng không có. Thì bây giờ tôi lại tiếp tục di chuyển đi tìm chỗ khác nhá các bạn nhá. Thì không biết thám tử Phong với thám tử Sáng đã lên được cái vị trí định vị lần thứ 5 Dướng gửi cho chưa các bạn. Đi ở khu công nghiệp Yên Phong này cũng mấy chỗ rồi, cũng không thấy hình ảnh của Dướng các bạn ơi. Đây, lên đây là cái hồ nước. Dướng đi là tìm theo xe. Thì bây giờ tôi sẽ đi một vòng ở khu công nghiệp này xem có tìm thấy xe của Dướng hay không nhá các bạn nhá. Hiện tại tôi đang ở Đông Phong Yên Phong, và vị trí cuối cùng tôi thấy anh Dướng đang ở gần xóm chùa Yên Phong. Bây giờ tôi sẽ đi vùng quanh huyện Yên Phong để tìm kiếm anh Dướng. Hy vọng rằng ngày hôm nay may mắn sẽ mỉm cười với đối tôi để tôi bắt được anh Dướng. Tôi đã đi tìm ngoại ngóc ngách ở khu công nghiệp này nhưng vẫn không thấy tung tích của anh Dướng. Chỉ còn duy nhất cái lùm cây phía sau kia là tôi chưa kiểm tra thôi. Bây giờ tôi sẽ sang đó kiểm tra xem anh Dưỡng có lúp trong đó không. Đây chính là con đường mà tôi đã nói. Nếu đúng như tôi dự đoán, sau khi ngắt định vị ở Yên Phong, anh Dưỡng quay trở lại thành phố Bắc Linh thì chắc chắn anh Dưỡng sẽ phải đi qua con đường này. Mà nếu đi qua con đường này thì chắc chắn là tôi sẽ phát hiện ra. Thôi không nói nhiều nữa, tập trung quan sát xe qua lại để xem có nhìn thấy xe của anh Dưỡng không nhá. Đội sẵn mũ bảo hiểm luôn. Anh Dưỡng phi qua cái tôi chỉ cần đuổi theo, không cần phải đội mũ, tránh bị anh Dưỡng cắt đuôi như lúc vừa nãy. Đeo thêm cái kính vào để nhìn biển số xe cho nó rõ. Lần này thì anh Dưỡng có mà chạy đằng trời. Là tôi đã về đến thành phố, sắp hết thời gian rồi. Bây giờ tôi chỉ sợ là đùng cái ai phi ra bắt tôi rồi. Nhưng mà thật sự rất là khó. Không biết các thám tử của chúng ta đang ở đâu. Khả năng cao các thám tử vẫn đang ở Yên Phong. Thì bây giờ tôi đã về đến thành phố rồi. Thì chỉ còn một chút thời gian nữa là tôi chiến thắng rồi. Tỷ lệ thắng của tôi đã lên đến 98-99% rồi. Nhưng mà nếu mà thử thách này lâm lên khoảng độ 30 phút có định vị dành cho thám tử thì khả năng cao các thám tử sẽ bắt được tôi. Nhưng đấy là nếu thôi, còn bây giờ là thắng rồi. Ta sò trời xanh đèn đỏ này không biết các thám tử ra làm nào nhỉ. Nhưng mà làm gì còn định vị mà ra. Nhưng mà từ nãy giờ vẫn chưa thấy xe ô tô của anh Dưỡng đi qua đây. Không biết là anh Dưỡng có quay trở lại thành phố Bắc Linh không, hay là anh Dưỡng lại đi sang một cái tỉnh, một cái huyện khác rồi. Không phải xe của anh Dưỡng rồi. Khả năng là anh Dưỡng không quay trở lại thành phố Bắc Linh rồi. Từ nãy giờ tôi đứng đây đã gần một tiếng đồng hồ. Đội cái mũ bảo hiểm này nóng ơi là nóng rồi mà vẫn chưa thấy anh Dưỡng quay lại. Bây giờ tôi sẽ về cửa hàng thể thao của tôi để kết thúc clip ở đây luôn. Còn vài phút nữa thôi. Nhưng mà phải xem có thám tử nào ở đấy không. Ui không, không ai. Yeah. Tôi bảo là xe máy không thấy có xe ai cả. Xe Phong không có, xe Sáng cũng không có. Sáng đi xe công ty mà, xe Z300 kia đang hỏng. Xe anh Cốt cũng không có. Không có thám tử, còn vài phút nữa là chiến thắng rồi, nó cứ đi vào đi. Không phải sợ. Vậy là chính thức hết thời gian, tôi là người chiến thắng. Giờ này không biết các thám tử nào ở đâu. Anh Côn với Phong còn tôi chưa nhìn thấy mặt cơ. Khả năng anh Côn với Phong giờ vẫn đang lạc đường linh tinh hết. Vậy là số tiền 10 triệu này vẫn thuộc về tôi. Yes. Vậy là tôi cũng đã đi vào hết khu công nghiệp Yên Phong rồi, không thấy cậu Dướng đâu. Wow, hình như thông báo sao ấy. Ôi các bạn ơi, camera thông báo hết giờ rồi. Vậy là lại một clip lứa thám tử tôi thất bại, không tìm được cậu Dướng các bạn ạ. Trong khi tôi đang tìm kiếm anh Dưỡng ở trong các lùm cây này thì tôi đã nhận được thông báo từ anh Dưỡng, đó là hết thời gian và tôi đã thua cuộc. Bây giờ tôi sẽ di chuyển về nhà thôi. Mọi công sức của tôi ngày hôm nay đổ sông đổ bể, không sao cả, tôi sẽ cố gắng trong các clip sau. Ê giời ơi các bạn ơi, cay thế. Anh Dưỡng về cửa hàng rồi. Thế anh Dưỡng về cửa hàng bằng đường nào? Tôi ở đây tôi rình, tôi chặn anh Dưỡng như thế mà không thấy anh Dưỡng đâu. Anh Dưỡng thông báo hết giờ, bây giờ anh Dưỡng đang ở cửa hàng. Trời ơi là buồn mọi người ơi. Bao nhiêu cơ hội tôi có thể bắt được anh Dưỡng mà cuối cùng để vụt mất. Vậy là xong clip. Nếu mọi người thấy clip hay cho tôi một like và subscribe đăng ký kênh, giúp kênh tôi lên 10 triệu sub nha. Cảm ơn các bạn xem clip. Hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Xin chào các bạn.